Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh YouTube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót giữa lúc có cảnh báo lở đất và mưa lớn sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Tất cả trường hợp thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ ở Nhật Bản đều được ghi nhận tại Ishikawa. Hơn 33.000 người phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà không có nước sinh hoạt. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu thêm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát giữa nhiệt độ giá rét và mưa lớn. Tuy nhiên, các con đường bị hư hại và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã gây thêm trở ngại cho nỗ lực cứu hộ. Hiện giới chức trách vẫn chưa thể đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và thương vong sau trận động đất cách đây 3 ngày. Gần 600 cơn dư chấn tiếp tục xảy ra, làm dấy lên lo ngại về lở đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ càng trở nên khẩn cấp hơn khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA đưa ra cảnh báo mưa lớn. Chính phủ cho biết hơn 31.800 người đã ở nơi trú ẩn. Truyền thông Nhật Bản đưa tin hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét ở khu vực Hokuriku đến hết chiều 4 tháng 1 giờ địa phương. Ở một số nơi, cấu trúc mặt đất không chắc chắn do ảnh hưởng từ động đất. Thậm chí, chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy hiểm. Cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại thành phố Wajima, khu vực Shiga và thị trấn Anamizu ở tỉnh Ishikawa, nơi xảy ra trận động đất hôm 1 tháng 1. Một vụ hỏa hoạn đã kéo dài 13 giờ tại một khu vực ẩm thực nổi tiếng của thành phố Kita Yusu, miền Tây Nhật Bản, nơi có nhiều quán bar và nhà hàng. Ngọn lửa được dập tắt vào rạng sáng 4 tháng 1, nhưng trước đó đã thiêu rụi nhiều tòa nhà. Theo đài NHK, đám cháy bùng phát vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 1 giờ địa phương, gần khu ẩm thực Torimachi Sukudoga nhộn nhịp. Các quan chức sở cứu hỏa cho biết họ đã điều động hơn 30 xe cứu hỏa. Cảnh sát cho hay họ chưa nhận được báo cáo về thương vong. Trận động đất mạnh 7,6 độ ngày đầu năm làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và vùng lân cận tỉnh tới nay đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Theo giới chức Nhật Bản, số người tử vong có thể còn tăng cao hơn nữa trong khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn với các cơn dư chấn và thời tiết xấu để rà soát từng đống đổ nát. Trong số những người thiệt mạng, 39 người ở thành phố Wajima, 23 người ở thành phố Suzu và những nạn nhân khác ở 5 thành phố lân cận. Danh sách những người mất tích cũng tăng từ 15 lên hơn 50 người. Trong vài ngày qua, gần 600 trận động đất đã tấn công miền Trung Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị ứng phó thảm họa quốc gia, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ Nhật Bản đã mở một tuyến đường biển để tiếp tế viện trợ và cử một số xe tải cỡ lớn để đến các vùng xa xôi. Tại thị trấn Anamizu, tỉnh Ishikawa, cách tâm chấn vụ động đất khoảng 42 km, nhiều ô tô bị nghiền nát trong khi các tòa nhà cao tầng đổ sập. Hàng nghìn binh sĩ, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà gỗ bị sập và các tòa nhà thương mại bị đổ để tìm dấu hiệu của những người còn sống. Các chuyên gia cho biết 72 giờ đầu tiên đặc biệt quan trọng trong công tác cứu hộ bởi khả năng sống sót sau đó trở đi sẽ giảm mạnh. Đã hơn 40 giờ trôi qua, đây là cuộc chạy đua với thời gian và tôi cảm thấy chúng ta đang ở thời điểm then chốt. Chúng tôi nhận được thông tin rằng vẫn còn rất nhiều người đang chờ được giải cứu bên dưới những tòa nhà bị sập. Ông Kishida cho biết, ngoài lính cứu hỏa, các quân nhân và chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm kiếm những người mất tích. Trong khi đó, dự báo thời tiết, cảnh báo sẽ có mưa lớn ở Ishikawa. Đêm qua, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn diễn ra đến hết ngày 4 tháng 1 tại Ishikawa. Do vậy, có nguy cơ cao xảy ra lở đất tại đây. Cơ quan này duy trì cảnh báo sạt lở đất tại tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng đề phòng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Nhật Bản đối mặt với tình huống rất khó khăn, song nhấn mạnh cần nỗ lực để giải cứu người còn sống. Từ quan điểm bảo vệ sinh mạng, tôi yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để giải cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt trước tối nay, khi 72 giờ quan trọng của thảm họa trôi qua, ông Kishida Fumio cho hay. Vẫn còn những nơi ở vùng tâm chấn bị động đất cô lập, vẫn còn những người đang rất khó khăn, thiếu nước, thiếu lương thực. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ trong thời gian nhanh nhất. Cùng với chính phủ và những người bạn Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và những người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản với tinh thần tương thân tương ái đang chung tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở vùng động đất. Chính trong những thời điểm này, hai tiếng đồng bào càng trở nên thiêng liêng và ấm áp. Anh Nguyễn Chí Thành Được, một người Việt Nam sống tại tỉnh Fukui, đã đến thành phố Nanao, khu vực tâm chấn ở tỉnh Ishikawa để hỗ trợ đồng bào. Là một trong những đoàn Việt Nam đầu tiên đi đến khu vực bị thiệt hại nặng, anh Được chia sẻ, đường đi vẫn rất khó khăn do nhiều tuyến đường bị sụt lở. Trong lúc lái xe đến Nanao, dư chấn vẫn xảy ra, có lúc độ lớn lên tới 5. Có những khu vực gần như bị cô lập, xe ô tô không thể vào được mà phải đi bộ vào. Những hàng hóa hỗ trợ mà nhóm anh Được mang theo khá nặng và cồng kềnh, gồm nước, cơm ăn liền, mì tôm. Một trong những nhóm đầu tiên nhận được hỗ trợ từ nhóm anh Được sống trên vùng núi. Mặc dù đây là điểm an toàn để phòng tránh sóng thần, song là rất khó khăn nhận được đồ cứu trợ của chính quyền vì cách xa khu dân cư và đường xá bị hư hại. Các lao động Việt Nam cho biết, đây là tình hình chung của những người ở khu vực này, kể cả những người Nhật Bản. Ngoài ra, còn một nhóm 19 bạn nữ sống ở Wakura Onsen bị cô lập do tuyến đường bộ dẫn đến đây bị đứt đôi. Cũng như những nơi khác sau động đất, nhu cầu cấp thiết nhất của người Việt là nước vì nguồn nước bị mất. Không có một cửa hàng siêu thị nào gần đó hoạt động trong hoàn cảnh hiện nay. Đường vào nơi các em sống bị hỏng nặng hoặc nơi các em sống xa khu vực đông dân cư. Cũng với tinh thần tương trợ cộng đồng, anh Nguyễn Tuấn Ngọc sống tại tỉnh Fukui đã chuẩn bị sẵn sàng nước và lương thực để xuất phát đến khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi động đất. Với số lượng quà đã được chuẩn bị, anh dự kiến sẽ hỗ trợ được khoảng 100 người. Những lao động Việt Nam tại đây cho biết họ ý thức được tình thế khó khăn mà chính quyền địa phương đang đối mặt nên cố gắng tự lực. Mọi người tập hợp thành nhóm để hỗ trợ nhau. Trong lúc khan hiếm nước sinh hoạt, tranh thủ trời mưa, các em huy động chén bát đặt dưới các ống thoát nước từ trên mái nhà để hứng nước mưa sử dụng trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của chính quyền và các nhóm tình nguyện. Anh Ngô Tùng, một thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, đã cùng hai người bạn đã đến hỗ trợ những người Việt tại thành phố Nanao, tâm chấn của trận động đất. Anh cho biết, mặc dù Kanazawa chỉ cách Nanao chưa đến 70 km, song anh và hai người bạn phải lái xe vài tiếng đồng hồ do đường xá bị hư hại khá nhiều. Nhóm của anh đã hỗ trợ được 6 người Việt ở Nanao, chủ yếu là hỗ trợ nước phục vụ ăn uống vì đây là nhu cầu cấp thiết nhất vào thời điểm hiện nay. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu sau cuộc họp lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp. Đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ lúc xảy ra thảm họa, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin về người dân cần được cứu hộ và những người đang chờ được hỗ trợ. Ông cho biết thêm, số lượng binh sĩ được cử đến khu vực này đã tăng gấp đôi và nhiều chó cứu hộ đã được triển khai. Trên khắp tỉnh Ishikawa, ở đảo chính Honshu, còi báo động vang lên khi các phương tiện cấp cứu cố gắng di chuyển trên những con đường bị chặn bởi đá và cây đổ. Bán đảo Noto bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Trong đó, thành phố Wajima và Suzu giống như vùng chiến sự với những con đường đầy bùn, những ngôi nhà bị san phẳng và thuyền bị chìm. Chính quyền khu vực xác nhận 73 người đã tử vong trong trận động đất và gần 400 người bị thương, nhưng số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng. Thị trưởng thành phố Masuhiro Izumisa cho biết hầu như không còn ngôi nhà nào còn tồn tại một thị trấn ở Suzu. Hơn 33.400 người đang cư trú tại cơ sở trú ẩn, và ít nhất 200 tòa nhà đã bị sập do động đất. Cơ quan tiện ích địa phương cho biết khoảng 30.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở tỉnh Ishikawa và hơn 110.000 hộ không có nước sinh hoạt. Chính quyền khu vực xác nhận rất nhiều thực phẩm và nguồn cung cấp khẩn cấp đã được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng việc giao hàng đến người dân đang bị cản trở do điều kiện đường xá. Hiện chính quyền Nhật Bản đang gấp rút viện trợ cho những người sống sót phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng và dự báo sẽ có mưa lớn vào cuối ngày. Giới chức Nhật Bản đã xác nhận 73 người tử vong, khiến trận động đất này trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ ít nhất là năm 2016. Trận động đất mạnh 7,6 độ đã tấn công bán đảo Noto vào chiều ngày 1 tháng 1 theo giờ địa phương, san bằng nhà cửa và cắt đứt nguồn viện trợ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa. Dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực bị động đất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra lở đất có thể cản trở thêm nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Toàn bộ mức độ thiệt hại và thương vong vẫn chưa rõ ràng 2 ngày sau trận động đất. Nhật Bản đang hứng chịu hàng trăm trận động đất mỗi năm và hầu hết không gây thiệt hại gì với các quy định xây dựng nghiêm ngặt được áp dụng trong hơn 4 thập kỷ ở nước này. Các trận động đất đã tấn công vùng Noto với cường độ và tần suất ngày càng tăng trong 5 năm qua. Những trận động đất nhỏ hơn tiếp tục tấn công bán đảo Noto. Trận động đất mạnh được cơ quan thời tiết Nhật Bản đo ở mức 7,6 độ, là một trong hơn 400 trận động đất làm rung chuyển khu vực này tính đến nay. Chấn động chính đã gây ra những đợt sóng cao ít nhất 1,2 mét ở thành phố Kushima và một loạt đợt sóng nhỏ hơn được báo cáo ở những nơi khác. Thiệt hại nhỏ đã được báo cáo tại một số nhà máy điện hạt nhân dọc theo bờ biển Nhật Bản sau trận động đất và dư chấn hôm 1 tháng 1, bao gồm rò rỉ nước dùng để làm mát nhiên liệu hạt nhân và việc cắt điện một phần tại một nhà máy. Nhật Bản chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi trận động đất mạnh 9 độ dưới đáy biển vào năm 2011, gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, làm ngập nhà máy nguyên tử Fukushima, dẫn đến một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.